Hello, xin chào các bạn. Con nắng mình nó đang lột da trong kia kìa. Đó, nó đang cạ người vô gốc cây để nó lột da. Nếu đáng lý ra thì mình không có quay. Mình đâu có quay cái cảnh nó lột da đâu. Mình sẽ để cho nó yên tĩnh để nó lột. Nhưng mà hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem, để bạn biết được cái cách mà con nắng nó lột da như thế nào ha. Đây, mình lại làm phiền em nó một tí. Chứ bình thường là các bạn hãy để cho nó tự lột nha. Đừng có làm phiền nó. Đây, trước khi mà con rắn nó lột da thì cái phần da đầu tiên là cái phần da ở ngay đầu của nó. Đó, cái phần này nó sẽ cạ cho bông cái phần này lên. Sau đó sẽ tới phần dưới cổ, rồi sẽ đi từ từ dưới xuống dưới cái thân của nó. Đây, cái thân của nó dài từ đầu đây. Đó, một quãng đường đi 1m8. Sau khi lột xong thì chắc nó lên cỡ 1m9 các bạn. Đó. Ánh mắt của cậu ta khi đang chuẩn bị lột bị làm phiền. Mình đang ở xa nha các bạn, mình đang zoom cái máy quay vô, chứ không phải mình đưa sát vô mặt nó, mình dí sát vô đâu. Đó. Thì chỉ là mình đang zoom lại thôi, mình quay từ xa cho bạn xem. Đây. Đấy. Đó là bọc được cái phần da ở đầu nè. Đó, phần da đầu nó bông rồi. Rồi cái phần da ở dưới cổ nó nữa. Khi mà rắn nó lột da, các bạn đừng có lột giùm nó, mà hãy để nó tự lột nha. Thì khi mà nó chuẩn bị lột á, cái dấu hiệu các bạn sẽ thấy là cái mắt nó sẽ chuyển qua cái màu đục. Nó đục do mắt nó chuẩn bị lột á. Sau một thời gian đục mắt thì nó sẽ trở lại trạng thái bình thường. Rồi sau một khoảng thời gian nữa nó sẽ tiến này vẫn của mình, thì nó sẽ tiến hành là nó bắt đầu nó lột da. Nó lột da từ phần đầu, rồi nó sẽ lột xuống cái phần thân của nó, rồi phần cuối cùng nó lột sẽ là phần đuôi. Khi mà nó lột á thì ẩm chuồng các bạn nên tăng lên xíu. Đây, độ ẩm chuồng của mình hiện tại là đang 60 các bạn. Đó, đang 60, độ ẩm là 60% là độ ẩm thích hợp. Rồi các bạn chuẩn bị cho nó một cái cây để nó cạ cái người vào. Tốt nhất là nên dùng cái gốc cây nha, đừng có dùng mấy cái hộp hay là những cái bìa thì cái hiệu quả nó không có cao. Mà các bạn hãy dùng những cái gốc cây, gốc lũa thì hiệu quả lột của nó sẽ cao hơn. Rồi các bạn để vô, đóng chuồng kính lại, tốt nhất là khóa lại. Tại vì khi những con rắn mà nó lột xong á thì 90% tụi nó sẽ tìm cách đi khỏi cái chỗ đó. Nên tốt nhất là nên gia cố lại cửa, đừng cho nó chui ra. Rồi tắt đèn và để nó yên tĩnh. Khi nào nó lột xong mình quay tiếp ha. Rồi, ok các bạn ơi. Hồi sáng lúc mình quay cho các bạn là 7 giờ sáng. Hiện tại bây giờ là 4 giờ chiều rồi. Và em rắn nó đã lột bung bét như thế này. Đó. Những cái mảng da nè, nó cậy ra. Đó, nó lột bung bét hết luôn. Da nè, da nằm rải rác luôn. Cái màu nó sáng hẳn lên các bạn. Ủa, cái màu đó kìa,
mấy cái phần da mà nó lột nó còn vương vãi trong cái khay nước kìa. À, lột xong đẹp quá. Bây giờ mình sẽ thu dọn rồi mình bắt nó ra ngoài review cận cảnh em rắn sau khi mà nó lột xong cho bạn xem ha. Đây, mình đem nó ra ngoài nè cho các bạn dễ quan sát. Đây là cái phần da mà nó chưa có lột xong. Đó, cái phần nó còn đen đen. Đó, nó lột thì nó lột gần hết rồi. Lột được 90% rồi. Còn những cái chỗ mà da nó sát quá, nó chưa có lột xong thì nó còn. Đây, mình sẽ hỗ trợ nó, mình lột bằng tay cho nó sạch sẽ luôn. Nó nhoi quá các bạn. Đó, mình thả nó ra như thế này. Mình phải kiểm soát nó chứ không thôi là nó bò xuống mương chạy mất. Đấy, một số cái da ở cổ nè, nó vẫn chưa có lột xong. Mà cơ bản thì nó lột rất là đẹp nha. Đây đây, nhoi quá. À, vừa to vừa dài, các bạn thấy nó trường đi không? Đây, cận cảnh nhìn từ trên xuống. Mấy bữa nay mình cho nó ăn chuột bạch các bạn. Thì trong cái khoảng thời gian mà nó ủ lột á, mình thả chuột bạch vào nó vẫn ăn. Nói chung là từ bữa giờ nó ăn hết 4 con chuột bạch rồi. Nên hiện tại nó rất là mập và nó không có bị đói. Sau khi mà mắt nó đục á, thì cỡ một ngày sau là nó lột xong luôn các bạn. Hồi sáng này nó bắt đầu lột cái phần đầu, bây giờ nó lột xong hết cái phần đuôi nè. Đó, nhìn rất là đã. Nay trời đang chuyển mưa các bạn, gió hơi to, dù là vẫn có nắng. Đây, mình vừa mới lột xong cho nó hết luôn cái phần còn lại, thì bây giờ nó đã hoàn toàn lột xong 100%. Và đây các bạn có thể quan sát được là cái thân hình của nó, đó, cái màu sáng hẳn lên. Tuy là nó không có được trắng sáng như con khói nhỏ của mình. Con khói nhỏ của mình nó thuộc cái dạng đặc biệt rồi. Thì con này nó cũng lên cái màu xám khói kiểu khá là trắng. Đó, khi mà con rắn lột da xong thì nó như thế này ha. Đó, cái bụng nó lên cái màu trắng bóc luôn các bạn. Hồi lúc trước á, thì nó còn hơi ngà ngà vàng một tí. Còn bây giờ là nó là màu trắng mây luôn các bạn. Rất là đẹp. Đây, bắt ra đây. Chỗ này mát mát nè, toàn bò ra nắng thôi. Đó, các bạn ngắm từ trên xuống nè, nhìn rất là phê. Đó, các bạn thấy cái phần đuôi nữa không? Phần đuôi là cái phần điểm nhấn của nó, cái phần đẹp nhất của nó. Ê, bậy ơi, bậy ơi. Chui chổng là mệt đó. Đó. Cho nó bò để nó giãn gân, giãn cốt các bạn. Sau khi mà nó lột xong, cho nó tập thể dục. Con này được cái thì nó không có như mấy con khác. Nó không có phóng, nó chạy ào ào, mà nó bò từ từ. Nên mình cũng dễ kiểm soát. Mình thả ra sân thì cũng yên tâm. Đây, nhìn cái kích thước mà khi nó trườn qua cái bức tường nè. Nó nhìn khủng không? Bạn nào mà sợ rắn gặp con này chắc té đáy. Dân chơi rắn nhìn mấy con mà vậy nè. Mới đã. Đẹp không?
thoại mình nó nhắn tin liên tục. Khách rồi fan nó fan mọi người nhắn cho mình rất là nhiều, mình trả lời không hết luôn á. Lâu lâu cái tin nhắn nó giật vậy đó. Công nhận nhìn nó trường phê lắm các bạn. Gặp cái màu của nó sau khi mà mới lột xong nữa, nhìn đã dễ sợ. Mình nhìn trên cái video này mình thấy nó hơi nhỏ, nhưng mà khi mình tiếp xúc ở ngoài ấy, thì nó to kinh khủng luôn. Mình không biết mà nhìn qua cái màn hình điện thoại thấy nó nhỏ hay sao ấy. Nhưng mà ở ngoài thì nó to, rất là to nha. Nó to bằng cái nắm tay mình á. Nó đẹp không? Nó đẹp thì quá đẹp rồi. Hỏi cho vui thôi. Mình vừa quay, mình vừa cầm con rắn nữa, mình vừa dí theo nó nữa, nên có thể là nhiều đoạn nó hơi bị rung lắc xíu. Tin nhắn quá trời tin nhắn luôn. À, cái bụng đó nè, nhìn phê chưa, nó trắng bóc luôn. Nuôi mấy con bò sát như chăn rắn nó phê nhất là khi nó lột da xong các bạn. Vừa mới lột xong là nó đẹp bá cháy luôn. Đây, nó ngóc cái đầu lên nè. Anh tạo dáng kìa. Đó, anh tạo dáng cho mình chụp á. Tạo dáng cho mình quay. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha.